Chữ chính nghĩa, chữ gì? Hắn đã khiến công tử bị thương, ta phải trả thù. Nghe nè, không thể đánh hắn. Ai nói là không thể đánh? Hay là để em đi với anh nha? Không thể được. Thi Âm, đừng lo. Giao cho công của anh là gì đây? Đổ sức đánh bại Tử Nương nhiều quá. Anh hãy đem theo đi nha. Mấy hôm nay do thiếp em tặng đi hộ thần. Nó sẽ phù hộ cho anh, đem đến bình an cho anh. Anh nhất định trở về. Thi Âm, em đừng lo. Các anh trở về mà, để em mừng với em. Sao chứ? Có chừng. Anh đã giải quyết được họ. Tại sao anh làm như vậy? Anh hứa với Thi Âm phải dẫn em về gặp cổ. Đại ca, là đàn ông đại trượng phu, không thể thất kính như hồng nhàn. Đại ca, sao anh làm vậy chứ? Thi Âm không thể không cứu em. Em phải giữ mạng nha. Đại ca, đại ca. Thế gì? Xin hãy cứu lại nghĩa huynh của ta. Xin hãy nghĩ lại giao tình với cha. Thế gì cứu lại anh nha. Tại vì nghĩ tình năm xưa cha của người có ơn với ta, cho nên ta mới ra sức giúp người. Nhưng mà e rằng ta thì không đủ sức đâu. Cả người y của hoàng thượng cũng hết cách sao? À phải, ta kiếm một cổ nhân sâm ngàn năm, không biết giúp bích được bệnh tình nghĩa huynh hay không. Nếu như không được để ta kiếm cái khác nha. Nghĩa huynh của người bị tâm bệnh, nếu như người muốn cứu lại hắn thì hãy kiếm ra tâm dược cho hắn đi. Nghĩa huynh, sao anh đến nông nổi này chứ? Nghĩa huynh, anh cho em biết đi, em làm sao mới cứu lại được anh hả? Thi Âm, Thi Âm, Thi Âm. Ê, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi hả? Em tới đón anh về đó. Anh đã 2 tháng không có về nhà rồi. Cô có biết là cổ là một danh kỹ nổi tiếng nhất trong thành. Ta khó khăn lắm mới mời được cổ về đây. Cô biểu tôi về hả? Trừ khi cô cho ta dẫn cổ về luôn. Sao lại quan đường bậy bạ như vậy chứ? Thì khó được quan đường lắm. Khi cô đã thử quan đường mới biết thú vị của quan đường. Tu Hiền à, từ nay đừng gọi ta là Tu Hiền nữa. Bắt đầu hôm nay ta đổi tên là Tầm Quan. Tầm Quan? Suốt đời này ta cũng phải tầm quan tán lạc. Một lại trời đất. Hai lại cha mẹ. Vợ chồng tương bái. Đại tẩu cũng gì chứ hả? Tâm Quan, em đừng lo. Thi Âm vậy một hồi sẽ hết mà. Xin lỗi đại ca, em thiệt không biết đâu. Xem lăng nhăng quá vậy. Thật ra thiên thí gì mẹ nuôi chiều quá hư. Đúng là không nên tập võ công. Lý Tâm Quan, chuyện gì? Lý Tầm Quan, hãy giao Xá Lợi Tử ra. Nếu Xá Lợi Tử trong tay của ta, ta vốn không ở lại chỗ này. Không sai. Bây giờ Xá Lợi Tử mất đi, sao người cứ nói là trong tay Lý Tầm Quan chứ? Hắn cấu kết với Mai Hoa Đạo. Xá Lợi Tử ở trong tay của Mai Hoa Đạo có khác gì trong tay của hắn? Thưa quan ban chủ, không thể nói bừa. Tại sao như vậy lại có kết với Mai Hoa Đạo chứ? Cả thiên hạ đều biết, chỉ có một người biết Xá Lợi Tử ở đâu là thằng Ngầu.
hắn giao thằng Ngầu cho Mai Qua Đạo, ngươi không thể chối đâu. Cho dù thường qua mang chủ nghĩa ta cấu kết với Mai Qua Đạo, ít ra cũng cho ta có cơ hội giải thích, rồi mới ra tay cũng chẳng muộn mà. Đối phó với thứ dân này tốt nhất là ra tay trước, cho người có cơ hội giải thích ta thấy thiệt là muộn rồi. Theo ta thì các hạ đã quen đánh lén người ta thì đúng hơn. Nè bác chủ, ta nghĩ chuyện này là hiểu lầm thôi, vì đây không có kết với Mai Qua Đạo đâu. Minh chủ, người đi dán mặt hắn mười mấy năm rồi, người dám bảo đảm cho hắn sao? Ta dùng đầu lòng thú dân, ta bảo đảm vì đây giờ ta sẽ kiếm ra Xá Lợi Tử và trước mặt đám đồng sẽ giao lại cho thiếu lâm tự. Ngươi yên tâm đi. Đại tổ, ta không phải là đại tổ của người. Dì đệ, dì đệ, em sao vậy? Em không sao chứ? Thi Âm, dì đệ của ta là tốt mà, sao em làm vậy chứ? Anh em của anh đã giúp tài quỷ đi đàn con của anh rồi. Thi Âm, tao quá từng nghĩ sâu nặng với em quên rồi hả? Trang Hương Dân này cũng thuộc về hắn mà, không ai có quyền đuổi hắn đi đâu. Con của mình lại còn có tâm quan, chẳng như là phế đi vô công của Thùy Chi. Cho dù với ta xuất sanh này, mình không thể nói gì được hết, em hiểu chưa? Em không hiểu. Nếu nhìn phải nghĩ tình anh em giữa hắn lại hơn dân trần, thì anh hãy tự giữ hắn lại đi. Thi Âm, Thi Âm, Thi Âm, Thi Âm, Thi Âm. Nhị đệ, nhị đệ, nhị đệ, nhị đệ, đại ca liệu thương cho em nha. Không cần đâu, chỉ bị nhẹ thôi. Dì đệ, đại ca bắt em ở lại. Em ở lại chỉ khiến đại tổ càng khó chịu thôi. Dì đệ, thì em bỏ đi, ai đi kiếm Xá Lợi Tử đây? Có đại ca ở đây, Xá Lợi Tử nhất định kiếm lại được mà. Mai Ngoại Đạo đã khó mà đối phó rồi, bây giờ tất cả tà ma ngoại đạo đã dòm chừng cơ hội đó, em biết chi vậy hả? Nếu kiếm không là Xá Lợi Tử cho màu, thiên hạ sẽ đại loạn đó. Em chỉ là một lãng tử ăn chơi nhậu nhẹt, tối ngày chỉ biết nghiện rượu mà thôi. Em lại có thể làm việc gì chứ? Như đệ, xét võ công, xét tài trí, em là nhân tử thích hợp nhất đi tìm Xá Lợi Tử. Còn anh, cho dù anh xá mạng này cũng chưa đủ sức kiếm lại thiên hạ. Nếu dùng mạng của đại ca để khiến em ở lại, dù sao thì có giá trị hơn. Hả? Đại ca, đừng nha. Như đệ, em phải nhớ, phải kiếm lại Xá Lợi Tử. Tại sao anh làm gì chứ? Dì đệ, Xá Lợi Tử không thể lo cho tài của ma đạo. Được, tôi hứa với anh. Dì đệ. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.